Tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản, một loài động vật hoang dã bí ẩn có bốn mắt đã xuất hiện và là chủ đề bàn tán sôi nổi. Con thú này đang ăn trong khi nhìn chằm chằm vào máy ảnh một cách kỳ lạ. Rõ ràng, ngay cả khi mọi người đến gần tôi vẫn không có động thái gì. Động vật hoang dã đó là hươu bốn mắt. Loài hươu này được gọi là hươu bốn mắt ở Nhật Bản vì nó có bốn mắt. Hươu này hiện đã chiếm thủ đô của Nhật Bản. Họ đi lang thang trong các khu dân cư nơi cư dân sống như thể họ là nhà riêng của họ và họ chạy xung quanh trên vỉa hè nơi mọi người đi bộ xung quanh cũng như trong sân trước của nhà họ. Người ta thậm chí còn nói rằng một số khu vực có nhiều hươu hơn số người sống ở đó. Bên cạnh đó, những hươu này đang gây ra rất nhiều thiệt hại cho Nhật Bản ngay bây giờ. Người ta nói rằng đàn hươu tăng đột biến này là do hành động tàn bạo của Nhật Bản. Tại sao trên trái đất có rất nhiều hươu ở thủ đô của Nhật Bản và tại sao người Nhật lại sợ chúng? Hãy cùng tìm hiểu ngay bây giờ. Tokyo, thủ đô của Nhật Bản và tỉnh Chiba, một thành phố vệ tinh liền kề với nó. Hiện tại, những khu vực này đang bị ảnh hưởng bởi sự xâm nhập đột ngột của động vật hoang dã. Con vật đó là hươu bốn mắt. Hươu bốn mắt có tên khoa học là Mantiacus ripsi trong giới học thuật Việt Nam là một loài động vật khá đáng sợ với chiều dài cơ thể khoảng 90cm và những chiếc răng nanh sắc nhọn. Tuy nhiên, chúng thường ở trên núi nên không thường xuyên xuất hiện ở những nơi có dân cư sinh sống, dân số ít nên không gây hại. Vì lý do đó, nó gần như không thể tìm thấy ở Việt Nam. Tuy nhiên, những con vật này hiện đang được tìm thấy với số lượng lớn ở thủ đô Nhật Bản. Họ xâm chiếm nhà ở của người dân và quét sạch các loại cây trồng mà họ đã làm nông nghiệp một cách vất vả. Người ta thậm chí còn nói rằng ở một số khu vực có nhiều hươu hơn người. Ngoài ra, những chiếc răng nanh sắc nhọn của hươu có thể ăn dây điện của thành phố hoặc làm vỡ đường ống. Đây là một tình huống nghiêm trọng đối với thành phố. Tôi không khỏi thắc mắc tại sao số lượng hươu trong thành phố lại tăng mạnh như vậy. Đáng ngạc nhiên, nguyên nhân là do chính sách của chính phủ Nhật Bản. Sau thảm họa Fukushima, Nhật Bản bắt đầu giảm hoạt động của các nhà máy điện hạt nhân. Bởi vì điều này, nguồn cung cấp điện bị giảm, vì vậy chúng tôi cố gắng bù đắp lượng điện thiếu hụt bằng cách loại bỏ tất cả các cây trên núi và lắp đặt các tấm pin mặt trời. Kết quả là, môi trường sống của các loài động vật sống trên núi đã bị suy giảm đáng kể. Tương tự như vậy, hươu bốn mắt sống trên núi bị xô đẩy xuống thành phố. Nhưng khi hươu xuống thành phố, đối với họ nó giống như thiên đường. Đối với hươu, thành phố là một nơi thoải mái không có kẻ thù và nhiều thức ăn để ăn. Ngoài ra, những tấm pin năng lượng mặt trời được lắp đặt để lấy điện cũng góp phần vào sự lan rộng của loài hươu bốn mắt. Điều này là do số lượng lớn các tấm pin mặt trời đã bảo vệ hươu khỏi mưa và gió, và cỏ mọc dưới các tấm pin đã trở thành nơi ẩn náu của chúng. Trong một môi trường thịnh vượng như vậy, con hươu nhỏ đã hoàn toàn biến thành lợn rừng. Những hươu đang nhặt hoa màu và thức ăn bị con người vứt bỏ như chim bồ câu thành phố kiếm được tổ an toàn và sinh sôi với tốc độ khủng khiếp. Dân số tăng gấp đôi hoặc gấp ba, cuối cùng nhân lên đến mức không thể kiểm soát được. Các chuyên gia cảnh báo rằng sự lây lan của hươu quá nhanh bất chấp những nỗ lực của chính phủ và thành phố có thể trở nên đầy hươu nếu cứ tiếp tục như thế này. Chính sách bất tài của chính phủ Nhật Bản đã làm biến dạng hoàn toàn môi trường địa phương. Tuy nhiên, tất cả những thiệt hại này phải do người dân địa phương gánh chịu. Trên thực tế, người dân ở thành phố nơi hươu bốn mắt sinh sống đang kêu đau. Một người dân địa phương sống ở quận Chiba đã mất toàn bộ vụ nuôi bí ngô của mình vào tay hươu và phá hỏng cả năm làm nông của anh ta. Trong một cuộc phỏng vấn, ông cũng giải thích về thiệt hại do hươu gây ra, rằng nếu bạn đi dạo sớm vào buổi sáng, sẽ có nhiều hươu hơn người. Bây giờ, nếu bạn làm nông trại, bạn không có lựa chọn nào khác ngoài việc mất tất cả vào tay hươu. Vì vậy, năm nay, tôi đã ngừng canh tác. Một người dân địa phương khác làm chứng, hươu đã đập vỡ hoàn toàn hàng rào ở sân trước nhà tôi cách đây một thời gian. Hươu đi vòng quanh theo nhóm và không có cách nào để ngăn chặn chúng một mình. Ngay cả chúng tôi, những người Việt Nam sống ở Nhật Bản cũng rất đau khổ. Nguyễn Hồng Trung, người từng làm nghề trồng lúa quy mô lớn ở khu vực xung quanh, giải thích tình hình nghiêm trọng hiện nay, nói rằng hươu nắm quyền kiểm soát toàn bộ khu vực. Chính phủ Nhật Bản chỉ bồi thường thiệt hại cho chính người dân của mình và hoàn toàn phớt lờ những thiệt hại mà chúng tôi đã nhận được. Tuy nhiên, mặc dù thiệt hại do hươu gây ra tăng nhanh, nhưng phản ứng của chính phủ Nhật Bản là không đủ. Tốc độ sinh sản của hươu nhanh hơn tốc độ mà chính phủ Nhật Bản đã ngăn chặn sự lây lan của hươu. Tuy nhiên, chính phủ Nhật Bản không thể xử lý hàng chục nghìn con hươu ngay lập tức. Khi tình hình Nhật Bản lan rộng ra thế giới thông qua các làn sóng phát thanh, các phương tiện truyền thông nước ngoài và cư dân mạng nước ngoài đã chỉ trích sự kém cỏi của chính phủ Nhật Bản. Họ chỉ trích Nhật Bản đã tạo ra một tình huống không thể chấp nhận được, chẳng hạn như chính phủ Nhật Bản đã không thể khắc phục đúng thảm họa hạt nhân và họ đã xả nước bị ô nhiễm phóng xạ xuống Thái Bình Dương, gây ra thiệt hại to lớn cho thế giới. Ngay cả động vật hoang dã hiện nay cũng không bị chặn đúng cách, gây thiệt hại không chỉ cho công dân của chính nó mà còn cho người nước ngoài sống ở Tokyo.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy rất nhiều hươu quay trong thành phố. Và đây là lần đầu tiên tôi thấy chính phủ không đủ năng lực để thực hiện bất kỳ hành động nào trong tình huống như vậy. Những người Việt Nam bị ảnh hưởng được thông báo rằng họ không nhận được bồi thường. Nhật Bản là một quốc gia có sự phân biệt đối xử rất lớn đối với người Việt Nam, vì vậy thật đáng tiếc cho họ. Chính người Nhật bị ảnh hưởng bởi sự cố này, nhưng cũng chính Nhật Bản đã gây ra sự cố này. Những sai lầm và sự bất tài của họ đã quay trở lại như một chiếc boomerang và tự tấn công mình. Nếu Nhật Bản đã chuẩn bị tốt hơn một chút cho sự an toàn của các nhà máy điện, hoặc nếu họ đã xem xét đúng đắn các vấn đề môi trường tự nhiên khi đẩy núi và lắp đặt các tấm pin mặt trời, điều này có thể đã không xảy ra. Những ngày này, Nhật Bản đang xôn xao với các vấn đề như phân biệt đối xử với người nước ngoài và ô nhiễm môi trường nhiều lần trong tháng. Tôi hy vọng rằng một khi bạn đã trải qua một vài lần, bạn sẽ biết cách đối phó với nó một cách chắc chắn. Video hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn vì đã xem.